Dây đâu? Anh má ơi, tía ơi, thấy dây rồi. Ủa má ơi. Nhưng không sao, dưới là cái hồ. Bữa nay chúng ta lại khởi hành lúc 8 giờ rưỡi sáng. Nhiệm vụ đoạn đường đầu là leo lên, leo lên, leo lên và leo lên. Có thể là mình leo lên cái chỗ mình ngủ luôn đúng không? Rồi, chúc thành công nha. Leo lên. Có ai đếm bậc thang này bao nhiêu bậc chưa? Em có dám vừa leo vừa ngắm cái hồ bên dưới không? Ôi trời ơi, gan vậy hả? Không sợ hả? À, chụp cái mông phải không em? Nhưng mà cái cảm giác là em lên lưng lưng chừng giữa chị chụp đó. Ừ. Cảm giác cái thang nó rất là cao. Mà nó cao thiệt mà. Nó không phải cảm giác đâu, nó là cao thật luôn á. Cần người mà cái chị lấy hình ảnh thôi là có người leo, mình đang lơ lửng trên đó. Để em đi trước để chị quay thêm nha. Ừ. Tối rồi, thôi không. Ở đó sáng rồi kìa. Rọi đèn cho bạn ấy đi. Nhưng mà quay ngang nó không lộ được cái chiều. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái phim bò bóng phở đi nha. Cái này là hôm bữa bò bóng phở leo lên muốn khóc nè. Nhưng mà hôm qua tập luyện rồi. Bữa nay đỡ sợ hơn nhiều luôn á. Nhưng mà nó trước thôi. Không biết nữa. Cố lên bò bóng phở. Hoa hậu lên như vậy thôi. Đỡ bò leo mình. Leo không được thì phải leo trọng thôi chứ. Này mình nhìn ra cái hồ đẹp lắm á. Đúng rồi, đi đi. Cái gì đâu sợ. Gần tới rồi. 10 mét nữa, 5 mét nữa. Đây, tím ơi, lại là cái cầu thang này. Đây, cái cầu thang này hôm qua đã leo xuống rồi. Là lúc đi về, chúng ta không có cái trong video. Thì bữa nay, lúc đi về bọn có hết sạc pin. Nhưng mà cũng không có tay chân để quay. Tại đi về rất là nguy hiểm. À, cũng được ạ. Hoa hậu. Hoa hậu như nhện. Ờ, y như người nhện. Người nhện. Chơi thế. Đúng người nhện luôn. Cẩn thận nhá. Rồi, nằm ra hai tay vào hai bên khác rồi. Cái vòng bờ đi, tâm lý dễ sợ. Bộ nãy bà hoa hậu có đi như người nhện vậy trời. Đấy, người nhện áo hồng đây. Mà. Quay rồi chị. Đây, trời ơi, tiếp tục một cái bậc thang y như vậy nữa. Bậc thang này cao hơn. Cao hơn nữa hả? Còn một người. Cao hơn mà chỉ cần dây thôi hả? Không có giữ hai bên là sao em? Tí má ơi. Các bạn ơi, bây giờ là sẽ tiếp tục leo lên cái cầu thang này nữa. Nhưng mà cái cầu thang này cao lắm. Cái này là lần đầu tiên bọn phải leo cái cầu thang này nha. Cả một cái thung lũng rộng lớn ghê chưa? Đó, qua bên này chúng ta mới leo lên cái này. Đó, bọn phụ nước này hơi khuất một tí mà không dám bước ra. Đó. Đó, cứ như vậy nha. Bọn phụ không có cái cửa. Ôi trời ơi trời ơi. Có người sợ rồi. Tụi còn nữa không em? Tới đó là tới chưa đó? Chưa, phải lên nữa chị ơi. Tụi còn, trời ơi, máu ơi, lấy hoài vậy? Ừ, lấy hoài quá.
Đây, anh Quang Minh đang lên. Anh là trùm lắm, kỳ cựu lắm luôn. Nhờ nãy anh biết sao đó, anh quay giúp giùm bà Quang Phở được một đoạn video lúc bà Quang Phở lên đây nè. Cảm ơn anh nhiều. Dẫn bước nào đi dẫn bước đó, không có cần phải chụp giật đâu, không có cần nhanh đâu, đi từng bước chậm rãi thôi, đúng rồi bài. Khi mà mình chợt chân á thì mình cái người mình nó vậy nè, nó vẫn còn dính trên dây nè, bởi vậy các bạn không có sợ mà nó lóc nó giữ này nè, ha. Bây giờ mình không có sợ mình leo tới đâu mình bị trượt á thì cái lóc này nó vẫn giữ mình, ok. Bây giờ không có sợ em. Anh nói gì nói vậy thôi, chúng ta thực ra vẫn rất là sợ nha. Nhưng mà an toàn là cái điều không phải lo. Vậy. Đừng nói vậy, đừng nói vậy, đừng nói vậy, đừng vậy, đừng vậy. Rồi. Áp cái người vô. Cái tay cao lên, cái tay cao lên. Tay cao lên rồi. Dạ rồi. Đúng rồi. Ok, rồi lên đi. Má ơi. Vẫn rồi đó. Chưa vẫn. Nghe sang đây. Thôi, mình đi. Hai bà bốn nghe sang ơi, nghe năm cho năm sang ơi. Má ơi. Đạp thẳng lên đừng sợ. 3, 2, 1 đạp thẳng lên. Đúng rồi. Sao không làm cái cầu thang cho nó dễ đi một chút? Cầu thang dễ đi một chút thì đâu còn lại đó. Mấy ông tuổi này em lắp cả mấy luôn đi. Nó đâu còn nữa là trải nghiệm. Ác quá vậy. Cái gì mình cũng lắp bằng thiết bị hiện đại thì mình phá đá cái cảnh quan rồi nó sẽ khó. Thôi không được phép ngừng, không được phép mệt luôn á. Cái này là đu chứ không phải leo. Phải đi cái sợi dây thẳng lên. Này là nghĩ các bạn là đã nhờ em bó tơ là cái này các bạn đi là dễ rồi đó. Ôi má ơi, mấy anh bó tơ ác quá. Mấy anh làm cho anh đi chứ phải làm cho tụi em đi đâu anh. Hãy vượt lên cho chính mình đi. Ôi. Để thôi, ở dưới ngang thôi, người em thôi. Ôi, mỏi, mỏi tay lắm. Tại vì mình phải dùng lực cái tay. Ôi. Còn cao quá. Biết nghe sao leo giỏi leo nhanh vậy. Mệt thì nghỉ. Nhưng mà cố đi. Đứng đây còn sợ hơn nữa. Sắp tới rồi. Chưa. Chưa. Hết sao, hết bậc rồi sao nữa. Bước qua bên kia. Đời đấy. Bước. Đời em đời đấy. Bước 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 qua đây hay là sao? Rồi bước qua đi. Cái chân trái chịu qua đâu? Cái chân qua đi, cái chân bên kia, cái bình thường qua đi chứ kìa. Khó nha. Ê. Lên gối luôn á. Đạp gối ngay đây đi. Rồi. Rồi sao nữa? Chị leo lên nữa hả? Từ từ nha, chưa xong đâu nha. Chưa nha. Chưa cái dây chị nó vướng. Rồi. Rồi sao nữa? Rồi, dây cái cắm này. Để lên thôi. Hả? Chưa chưa. Chưa. Sao em? Vậy hả? À bắt đầu leo bằng cái này hả? Lên lên thôi. Chưa chưa, đợi chị xíu.
đấy, lên thôi, đẩy lên, đấy, kéo lên, đẩy lên. Rồi, được, được, được. Rồi, lên là ngồi đồ, ngồi chỗ ngã lúa đợi em nha. Không di chuyển nha. Ừ, chị cảm ơn nhiều nha. Lên đó ngồi nghỉ đợi đợi em, không di chuyển đâu hết. Ừ, chị cảm ơn. Kéo cái đồ lên đây đây. Nghe trên đó hả? Một sợi dây duy nhất này thôi ha. Nghe có mấy hình đó không? Không có phải không? Hả? Nghe cứ bật đèn đi. Nha, bật đèn đi cho chị thấy nha. Ừ, cảm ơn em. Lên luôn. Wow. Má ơi. Tự lực cánh sinh con. Người ta giúp vậy là quá lắm rồi. Không giúp được nữa hết. Dễ cái gì? Ô, ác quá. Trước này xong rồi móc qua đây, tháo cái này, không, tháo cái này đi, móc qua đây nè. Mà chị sẽ gọi đèn được. Đèn đi, nha, đèn đi. Của em có pin rồi. Dạ. Đây. Đó. Leo lên vậy đó, không biết ai đâu. Dạ, chị Hà. Dạ. Đó. Phải leo lên, bọn ở phở cũng vậy thôi, nhưng mà trong bóng đêm chúng ta không có thấy được cái gì ha. Đó. Leo lên nhờ dây. Kéo, 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 cái lực đó hay lắm. Rồi, chúc mừng Hà. Chị. Sao? Đã được một nửa đường. Cái gì? Một nửa thôi hả? Ủa? Bây giờ xuống ra để đu. À. Leo lên nhờ dây. Kéo 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 cái lực đó hay lắm. Rồi, chúc mừng Hà. Chúc mừng chị. Sao? Đã được một nửa đường. Cái gì? Một nửa thôi hả? Ủa? Bây giờ xuống ra để đu. À. Uống nước trên núi. Uống nước trên trần hang. Ủa? À. Cái này là trần hang hay là bầu trời? Trần hang chị. Ôi trời ơi, nhớ bầu trời thấy chưa? Tí má ơi. Các em cứ gọi là bầu trời thứ hai đấy. À. Ủa anh cũng giống quá. Bầu trời đúng không? Ừ. Thấy chưa, đâu phải một mình bọn phở nhầm đâu. Cứ nhìn trần hang mà bọn phở cứ nói là bầu trời. Yeah. Phục vụ chu đáo. Thương quá. Anh đi phải sắp cả một ống nước lên. Bây giờ mình lên một bước nữa để cho khách lên tiếp, mình lên vâng. Đoàn đó là mình ngồi thoải mái bằng vâng vâng đây dạ. Cảm ơn anh nhiều, xong rồi tiếp tục mình đi lên đặt trên nhé. Địa hình cực kỳ nguy hiểm nhé, thì mình di chuyển cẩn thận thôi, cứ từ từ đi theo em thôi. Tại vì trên này cực kỳ cao á, cực kỳ nguy hiểm, nghe là thấy sợ rồi đó. Ngồi chơi móc khoáng phải vào đây, chui vào đây này. Móc khoáng. Bên trong cái trần hang này đẹp lắm, nhưng mà mình không thể nào mà diễn tả bằng khung hình thiếu sáng như thế này. Trong khung hình thì chúng ta thấy như vậy ha, nhưng mà ở ngoài đời á, bọn phở thấy nó như là mây trên bầu trời vậy đó. Chỉ có cái này là không thấy thôi nha, mà cái chữ V này nè, đó nó là như mây trên bầu trời, mà không biết thôi, chưa hình không có thấy. Ghét ghê luôn á. Đó. Anh Thanh leo sao thấy dễ quá. Mình leo thì sao nhỉ? Mình leo còn dễ hơn. Mình leo dễ hơn đúng rồi. Tại cái chân mình nó yếu á. Thực ra là nó phải vừa dùng lực cái chân nè, rồi vừa dùng lực cái tay nè. Đó, kinh khủng lắm. Chút nữa bà bóng phở cũng sẽ leo giống như vậy thôi. Đó. Đó, không dễ thấy chưa. Thấy anh Thanh leo dễ, đừng có tưởng dễ nha em bé Oanh. Ồ, đây là hoa hậu Kiều Oanh. Cái tay trái cầm cao lên, tay trái trước. Đẩy lên, đẩy lên. Đúng rồi. Anh Thanh vào bóng đá đâu nhỉ? Wow. Lên tiếp luôn. Nó vướng cái gì vậy? À, khóa dưới. Bảo bóng phải dùng trợ lực. Ok. Đẩy lên. Được chưa? Dạ an rồi. Toàn được không? Dạ rồi. Xích vào đây không? Ừ. Trung tâm đấy. 1, 2, 3, lên. Chỉ cho cái dây xuống, cho cái dây xuống háng trước. Bây giờ vô. Đấy, đúng rồi. Ở giữa chân đấy, thì anh kéo căng dây ra.
Ok. Đấy. Đẩy lên, kéo lên thôi, thế thôi. Thêm một quay phải. Đấy nhờ. Rồi. Này, cái này nhìn như bầu trời mà tiếc là vô khu mình nó không, nó là trần hang đó. Đó, dơ nhiều lắm hả? Con dơi nó ị. Đó là lý do tại sao mà chúng ta đeo khẩu trang đây. Đây là toàn bãi mìn của dơi của em đó. Ôi, cắn thớ luôn. Anh muốn nếm thử vị như thế nào thì rửa mặt khoảng được. Ghê quá à. Đây, trước mặt kia là bầu trời trong mắt của chúng ta, nhưng đối với người xem qua video thì nó không phải là bầu trời, nó là một màu xám xịt thôi. Nhưng mà đó, những cái mà cái vợt này nó như là những cái mây vậy đó, đẹp quá à. Ồ, hóa ra là đi trên chim nóc này à. Ồ, đi xuống dưới này. Ồ, còn leo lên nữa. Oh my god. Trời ơi. Đang nói thế này. Ở đang nói thế này. Không được thôi. Ừ. Mạnh đưa bảo đưa lên này. Nè, nguyên một cái trụ thạch nhũ này nè. Đó, ở chỗ này cái trần nó không cao lắm ha. Nó dính từ cái trần luôn đúng không? Cái trụ thạch nhũ này dính cái trần luôn. Đã ghê chưa? Wow. Ghê chưa? Ở đây thạch nhũ rất là đẹp, phong phú, đa dạng. Cả nhà ơi, hôm qua mà lúc mà đi về á, trời ơi, có ở trong hang này nó có những cái thạch nhũ gọi là giống như là cái ruộng bậc thang, những cái thửa ruộng bậc thang rất rất là lớn. Nếu mà nói lớn thì cũng không đúng, nó cũng khoảng 1/4 so với thực tế đó. Nhưng mà nó từng thửa, nó đẹp dễ sợ luôn, mà không chỉ một chỗ đâu mà rất nhiều chỗ. Và thậm chí có những chỗ có cái nó thạch nhũ nó lấp lánh kim cương nữa. Cái hang động này thạch nhũ nó rất là phong phú, nó đẹp mà nó phong phú đa dạng lắm. Đi trong đây nên là có nhiều du khách người ta đi á, người ta không có khám phá gọi là mạo hiểm như vậy ha, người ta chỉ khám phá thôi, như vậy là cũng đủ hài lòng rồi đó. Anh Minh ơi, trong đó có gì vậy? Sao anh xuống? Trong đâu? Trên đó có cái gì? Trên đó có anh em mà sao anh xuống? Ấy da! Anh đi xuống rồi bởi vì anh sợ lắm, không dám xuống cụt nữa. Quay đi xuống đây, cả nhà lại vui vẻ. Anh dỗi rồi. Dỗi. Nói đùa chưa, anh xuống ở dưới để anh quay lên để đón mọi người đi xuống cho nó đẹp. Mọi người sẽ có những hình ảnh đẹp nhất. Thế có ai xuống? Còn cái quan trọng là nó phụ thuộc vào khi mọi người xuống, mọi người nhào lộn, lăn lộn được thứ là sao thôi. Dạ. Có ai cảm xuống ơn anh. Đầu tiên thì anh? Cũng nhã đầu đời. Anh em cũng thuật xuống để set up rồi. Này mà khó, hơi khó này. Là mình làm theo tốc độ trong ngày qua cho xong á, cho nên làm hơi dươn một chút. Đúng ra mà làm có thời gian sớm hơn á, là mình làm nhập hơn là chị em nên thoải mái. Nhưng mà cái thang này là khách nước ngoài họ đi được thì ống chân họ dài, còn mình người Việt là hơi ngắn thôi. Ý nó cái chừng mình ngắn đó đấy nghe. Đúng rồi, mình làm đó. Cho nên là mình bước lên nó hơi ngắn. Cảm ơn anh. Ở đây là chưa có người quản lý, là có mấy người dân trên kia á. Họ thấy hồn đá với thạch nhũ đẹp á. Thạch nhũ đẹp á. Rồi họ bẻ, họ mang về. Mang về rồi bỏ vào cái tủ kính, tủ ly để thờ ông bà á. Đến khi là gia đình không được vui, thành thêm cái giống như linh thiêng thế nào á. Đến khi là đi thầy bà là họ nói là phải đưa cái vật đó đi ra khỏi nhà. Cho nên là họ biết rồi từ đưa trả lại. Cho nên tuyên truyền dân là giờ họ không ấy nè. Chú gia dân đi nè. Cho nên là từng đó là ấy rồi đó. Họ không bao giờ họ phá nè. Ủa mà sao anh đi đường nào tới người ta? Hả? Trong những cái hang này cũng linh thiêng quá không? Ồ đúng rồi. Hay một thì trong đây linh thiêng, mà hai là ông bà không thích cái vật ở dưới đây đưa về. Dạ. Cho nên họ làm rối trong nhà. Sau khi chờ đợi khoảng hơn nửa tiếng á,
có lẽ là như là xếp hàng hoặc là kỹ thuật gì vậy không biết nữa, đứng đây đâu biết được đâu. Bây giờ thì chị em chúng tôi đã chuẩn bị lên để như vậy là cái phần sợ hãi nhất, hấp dẫn nhất đây. Lên thôi. Lên thôi. Ngồi đâu chứ? Bấm này, đầu dây vào nhá. Ai đang xuống vậy? Anh Luma đang xuống hả? Hoa hậu đó, anh Khánh đang điều khiển. Vậy là lúc mình xuống thì phải có kỹ thuật điều khiển như vậy ha. Ồ, chúng ta thấy cái cửa hang nè. Cái cửa hang này chắc là cái cửa hang hôm bữa mình tập đu dây nè. Nó có hai mùa, mùa khô và mùa nước. Chị em tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc, chị em đang tiếp tục chờ đợi. Tới phiên mình. Anh cảm thấy sao? Hiện tại bây giờ tôi đang rất là hồi hộp, mong chờ để thử thách bản thân, tụt từ trên đỉnh trên cao, trên vách núi xuống dưới cái hồ ở dưới. Đấy, hy vọng tôi sẽ vượt qua thử thách này. Khoảng bao nhiêu mét nhỉ? Gần 100 mét các bạn nhé. Gần 100 mét các bạn nhé. Có run không? Hiện tại tôi chưa run, nhưng mà chắc chắn là xuống dưới kia là cũng phải căng mê run một tí. Chắc chắn là như thế. Các bạn hãy thử nhá. À, một người xuống xong là mình phải kéo dây lên lại vậy hả anh? Vâng, để móc cho người sau xuống. Dây này dây bay lay, dây an toàn. Hỗ trợ. Đó là bạn Nga đã xuống xong rồi nha quý vị ơi. Trang. Bạn Trang đã xuống xong rồi. Bây giờ là tới Thiên Tiến. Cái dây của nó bên kia. Không có. Không có. Đây. Xếp cái gì rồi, kiểm tra em. Xếp cái chặt rồi. Đó, Trang đã động viên chị em trên này. Bây giờ thì tới Tiên Tiến. Lên chưa ta? Lên trên luôn đi. Chưa, để khóa đã. Có khóa đây rồi, khóa. Khóa rồi. Đem mắt kính có sao không? Cũng được luôn hả? Được, có sao. Để nhìn nó rõ thôi. Đây là khóa an toàn hả? Từ hôm qua vẫn đeo mắt kính. Lạng Sơn, phấn lụa à? Phấn lụa là phấn gì? Khóa carabin. Mình dùng cái này khác với cái kia ha. Vậy là bữa nay mình lần đầu tiên mình dùng cái khóa này nè. Đúng rồi. Và chúc chị em may mắn. Con đi thả tiến xuống đây mà nhơi. Nhất thì Anh run chưa? Bắt đầu hồi hộp hơn rồi các bạn ơi. Rồi. Tôi xuống đây. Bây giờ là như nào? Nhấc lên. Thứ nhất lên. Nhấc lên. Đúng rồi. Nhấc lên là anh sẽ tụt xuống. Rồi đi xuống rồi. Rồi đi xuống. Không có đứng lên giơ tay chụp hình như là Trang hả? Đây. Cầm này. Nhẹ thôi, không cần. Rồi, thả tay nó xuống một xíu đi. Đó, thấy không? Thấy chưa? Thế là có phải bám đá không ạ? Bám gì? Không. Mày bám chi vậy? Con đi cái chân. Ở chân bám đá chứ. Chọn luôn. Cần lên không? Không. Đó, một chân. Woo! Anh chụp nhá. Đó, ok. Rồi, bỏ cái chân qua, bỏ cái dây qua rồi cái dây qua ra ngoài. Bỏ bước cái chân vô. Bước cái chân vô. Đây ở bên ngoài chân. Đây ngoài chân. Hồi hộp quá. Đây ngoài chân. Không. Đây ngoài chân. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, thả lỏng. Đúng nhà bình thường. Ra lực. Rồi, 2 giây đó, rồi, dịnh cái tay phải, dịnh cái sợi dây kia đi. Đạp người đi xuống, đạp người đi xuống nha. Căng à. Đúng rồi. Đạp căng chân vào, hai chân rộng ra, hai chân rộng ra. Đáng hai chân rộng ra. Tay không cầm một cái dây nó sẽ sôi xuống. Đúng rồi. Ok. Rồi thả đi khắp. Rồi, xuống nha. Xuống thật nha. Chân rộng nha. Không ngang đó. Dạ không rộng là nó ngang đó. Đúng rồi, chân vậy đó, đúng rồi. Đúng rồi, giỏi. Không cần phải bám. Không cần phải bám nhiều đâu. Người xuống trước, chân chỉ chống vào cái tường để đẩy người ra thôi. Mong mình xuống nhiều rồi. Đó.
xin chào. Tôi là người rất sợ độ cao nhưng lại thích ru va cao, và rất sợ ma nhưng lại thích xem phim kinh dị. Trời ơi. Sợ độ cao mà dám đăng ký cái tour này hả? Vâng. 2, 4, 6, 7 người trên này chứ còn không thì là thành ngợ mà. Còn 4 phụ nữ đẹp, trời ơi. Ba anh kỹ thuật, dạ được chưa? Trời ơi. Người là phải người. Rồi vậy là Hà an tâm rồi đó, Hà cười xong là Hà hết sợ rồi đó. Vâng. Nói chung là có ba anh người lo chứ không phải là ba anh ngợm lo nha Hà, không gì phải lo hết trơn á, anh nhắc lại cho biết. Mọi người sợ độ cao, bây giờ đang đứng thẳng lên để có được một tấm hình đẹp. Từ từ. Không à, em có dám không, điện thoại của anh đâu. Từ từ anh. Anh đứng sau lưng lên. Em đừng nghe tóc anh. Từ cầm tay vào đâu. Không đó, cứ bò bám mấy cái này này con đi xuống. Đúng rồi. À, ok. Đấy, bám vào cái dây chẳng ấy. Đó, thấy không? Có chỗ không? Chưa nhìn thấy. Không có sao hết á, dính dây hết. Chưa thấy thang đâu. Thấy chưa anh? Chưa, đúng rồi. Bước xuống. Nó có thang đâu. Nó là bờ đá, cái bờ đất mà. Rồi. Bờ đất đây á. À, đúng rồi, bước xuống trời. Bước xuống. Chỉ được. Còn một phân nữa là tới rồi. Ok. Nhiều lúc một phân quan trọng ấy, anh cứ đùa. Bây giờ nắm cái này như thế nào? Rồi, cưng cái đứng thẳng người lên nha anh. Rồi, đứng thẳng người lên. Rồi, ngã người ra sao? Buông tay đi. Buông tay này á? À, buông tay này ra đi. Sao buông? Buông đi, tôi không có sao hết á, từ từ. Rồi, 3, 2. Không, không, từ từ đã, không, không, 1, 2, 3, thế đâu. 1, 2, 3. Cái dây này à, thế xong rồi bây giờ cái này làm như thế nào? Từ từ chưa, đừng có hỏi kiểu đó. Đã sợ lắm á, đã sợ mà hỏi kiểu vậy đó. Đây nè, một sợi dây nè, sợi dây của em nè, đúng không? Rồi. Đây, cầm vào đây này, xuống rồi đúng này. Nắm sợi dây này cho anh nè. Để tay này. Đâu đâu. Tay trái, cầm vào đây. Rồi, ok. Rồi, tay phải nè. Ngả người ra. Rồi, ngả người ra. Tay này cầm này. Ờ, ok, ngả người ra. Ngả người ra đó. Rồi, thấy chưa? Rồi, thẳng chân lên nhanh coi. Sao nó nặng thế? Đúng rồi, thẳng chân. Bỏ tay ra. Rồi. Sao nó nặng thế? Bỏ cái tay này ra. Bỏ tay này ra đi. Bỏ tay ra. Không. Không. Bỏ tay nào. Đúng rồi, rồi. Nắm, bám thế này. Rồi, giữ cái tay kia đi. Người ra, người ra đi. Rồi, bỏ tay ra cho người chịu treo. Tay bỏ ra, tay lưới. Không, để nguyên thế. Để nguyên cho nó lực nó vào dây. Ừ. Tay nè, nghe nè, cái sợi dây nè, anh Khánh đang giữ em rồi nè. Thấy chưa? Từng buông ra. Bỏ tay ra. Nơi tay từ từ. Buông ra. Rồi, đứng thẳng chân lên dành. Bỏ tay ra, không phải nằm chắc này. Thấy chưa? Rồi, buông cái tay này luôn đi. Bỏ hai tay ra. Rồi, buông hai tay ra cho. Bỏ hai tay ra. Buông cầm tay anh nè. Bỏ hai tay ra. Rồi, ôm anh đi. Rồi, ok. Buông. Lợi dụng ra nè, buông. Nè, thấy chưa? Có sao không? Không. Nè sợi dây này người đây. Ta đang giữ cho người nè. Ừ, ok không? Nhưng em vẫn muốn bám để cho nó có củng cố. Thì tay không bám được kia. Đấy, bám rồi đấy. Rồi bây giờ 1 2 3 nè, đứng thẳng cái chân lên để chụp hình nè. Rồi, giơ tay lên cho anh. Đấy. Giữ hình. Đấy. Ok. Đấy. Đó, diễn thì tốt lắm ấy. Các bạn ạ. Nhưng mà trong giơ hai tay ra chị, giơ hai tay đâu luôn. Nhưng mà hai tay. Buông hai tay ra. Diễn rất tốt nhưng mà rất sợ. Anh Thanh quay cho sợ. Cái đèn này. Rồi, chị nhìn lên nhanh, nhìn lên trên tí này. Nhìn lên này, giơ hai tay ra. Đấy, rồi, ok. Ô, 1 này, 1, 2, 3, đợi nha, đợi nha. Rồi, ok. Dạ, ok, xong chưa? Thế bây giờ em cứ bám cái này nhá. Rồi. Không, tay phải nhấc cái dây kia lên. Tay nhấc cái này. Phải nhấc cái đấy thì người mới lên. Này này. Cưng nắm chỗ này nè, nắm cái chỗ này cho anh. Nắm này. Ừ, đấy, rồi, đúng rồi, ok, rồi. Cưng nhấc cái này. Cứ nhấc cái đấy thì mới lên được. Là cưng phải xuống. Ừ, nó phải nặng, nó mới an toàn với cưng đó. Đó, rồi, đấy. Ok, rồi xuống đi. Nặng thì mới nhấc nó nha. Rồi. Em xuống chậm như này đấy, nha. Ừ, đúng rồi, vậy là xuống, muốn gì nữa. Xuống là do mình nhấc ấy. Ok, giỏi, đúng rồi. Nhưng chỗ này nó không có chỗ đạp nữa. Từ từ. Cái người phải hai chân phải rộng ra, ha. Ok. Nhiều lúc người ta lại cần đặng háng lên đấy, chứ không phải không đâu. Dạn hai cái chân ra, cái người á, cái mông mình á, nó xuống trước nha. Dạn ra thì cái chân với cái dây nó như kiểu kiềng ba chân ấy. Chân. Ngả cái người ra. Ngả người ra, đó, vậy đó, rồi đi. Nghiêng, nghiêng sang bên phải đấy. Nghiêng bên này á. À? Đấy, cái dây nó đi thẳng tì vào cái gỗ. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, rồi, đi, đúng rồi, đó, y chang vậy cho anh. Rồi, từng chân xuống từ từ, đấy, đúng rồi. Thẳng lưng. Đúng rồi, giỏi, đúng rồi. Ok, đó, cứ xuống từ từ vậy cho anh. Đúng rồi. Chồng lại bỏ nằm úp xuống để anh giận cho một phát cho thẳng người ra. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi ha. Ừ, đúng rồi, chính xác. Chân đây là thích mình. Thì nó không bị trượt chân. Đây là anh kỹ thuật kim thích mình. Mà ai cũng phải cười. Rồi,
cái chân mình á, cái dây nó sẽ áp vô cái chỗ đó. Ok. Tia cái đây. Một ekip. Anh Thanh thì nó nghiêm túc về kỹ thuật, còn một người còn lại chỉ biết nghe cười để giảm nỗi sợ hãi. Nhưng mà lúc đó chắc là không ai cười nổi luôn. Sợ. Đấy đấy, ông xuống ông nghịch lắm luôn mà ông không cho lay vào thảm thôi. Kiểm tra kỹ thuật an toàn xong rồi bé Nga sẽ xuống và bố Phở lại là người chốt đò. Đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra lại mọi thứ an toàn. Bảo bánh phở thôi. Nói thắt cái này gì quên rồi ta? À, số 8 ạ. Nút số 8. Số 8. Cái này là để làm gì hả? Nãy giờ thấy thắt mà không hiểu. Nút an toàn ạ. Nó có nhiều nút buộc nhưng cái nút này nó sẽ có nghĩa cái dây này nó sẽ giữ được 80% cái lực của cái dây. Có những cái nút buộc mà ví dụ như cái dây là 1 tấn nhưng qua cái nút buộc để nó giảm đi 70-80% hoặc năm ít nhất là 50% của cái dây. Thì là cái nút buộc nó hay bị đứt ở cái nút buộc. Cái nút buộc này là không hạn chế được cái trọng tải của dây hết. À đúng rồi. Bình thường là cái dây này nó sẽ 1 tấn nhưng cái nút buộc đấy nó sẽ bị mất hay bị xé đoạn này. Cảm ơn. Thì cái nút này nó hạn chế nhất. Bà bán phở xuống đây. Bà bán phở chào các cháu nha. À. Bà bán phở chuẩn bị xuống không Mạnh ơi? Ok, bà bán phở. Chào mọi người. Cái chân thò xuống theo sao anh? Sao không chạm vậy chưa vậy? Thì chắc là cho chân phải thì mới đạp xuống đâu xong rồi tới. Không chạm gì hết trơn á Phương. Rồi, chưa? Rồi, chạm rồi ha. Rồi. Tay vào đây này, tiếp tục di chuyển cái thân bên kia xuống. Nhìn vô dây hay nhìn vô cái thang? Đây này, tụi mới đây này, dắt đây, chỗ điểm này. Không bật nữa đúng không? Dạ. Không bật nữa. Rồi, bật này là ok. Rồi. Ngàn người xin xuống ra chắc chưa? Rồi. Ngàn người dần dần ra. Tay cầm vào đây. Tay cầm vào tay. Cầm tay. Ngàn người ra. Ngàn người từ từ ra. Chứ ngàn người. Bám chắc tay vào đây mà. Hai tay dính tay luôn đây hả? Thì bám vào đây. Xong rồi bỏ bám vào đấy. Xong rồi ngàn người ra. Ngàn người ra. Ngàn tiếp. Ngàn tiếp. Ngàn tiếp. Ngàn tiếp. Cứ ngàn đi bao giờ cái tay mình nó không còn giật. Nhưng mà nó cứng mà. Cứng. Đó. Sao đây. Nó cứng vậy? Cuộc bài nãy giờ quay có mấy người rồi mà. À, rồi. Đây là nha, cái đây nha. Đây rồi, bỏ cái tay ra. Bỏ tay, bỏ nút tay ra. Người nó có chịu lực kia này đó. Dạ. Tay này cầm lên, tay trái cầm lên. Tay trái cầm lên. Đây, đây, giữ đây, đẩy lắm. Tay phải nhấc này lên, nhưng mà hai chân nó phải tay, rộng tay, ra hai tay bên. Tay cầm đây hả anh? Đang xuống, đang xuống. Không, tay này không? Tay này cầm đây. Dạ. Tay này mình xuống. Này đây hả? Đấy, chỗ đấy. Đây hả? Ấn nhẹ thôi. Dạ. Hai chân rộng ra một tí rồi. Rộng hai chân ra. À, này đặt vô đá chứ không phải đặt đúng vô cột than. Đấy. Ê, khoan anh, có cái dây đi. Đây, bây giờ phải nhấc cái dây lên. Ghê vậy? Bây giờ phải nhấc cái dây lên mình xuống. Đấy, cứ nhấc cái dây lên mình sẽ xuống. Còn mình phải thuộc vậy hả? Đúng rồi. Bây giờ nó chỉ nặng cái này thôi, thì cái kia nó sẽ nhẹ ngay. Tầm khoảng đi xuống đến đất thì nó sẽ nhẹ. Khổ nặng lắm. Ôi da, rồi cái chân nữa hả? Đúng rồi, chân đi xuống. Ôi, chân khủng vậy. À, hơi khủng tí thôi, chứ không kinh. Ây da. Ôi, cái tấm tre thì sao? Cái tấm tre này cho nó để phủ cái dây, vào dây đặt xuống đấy. Nhất nó vướng bả rồi. Nhấc ra, nhấc chân ra, nhấc chân ra thôi. Cứ bỏ tay ra thoải mái. Một đứng một chân bình thường mà. Đứng một chân bình thường, bỏ tay ra. Tay không phải giữ người. Nhưng mà sợ. Sợ thì đạp lên cái tre luôn được không? Đạp luôn được, nhưng đạp thẳng vào nó, nhưng đừng đạp xuống nước dây. Rồi.
rồi. Tay không giữ được người, tay nới lỏng nữa thế nào? Rồi như đây đúng không? Tay bỏ thẳng như thường, lúc còn nhấc lên thì mình cần sức chứ. Cái tay kia cầm vào đây được, đó rồi. Đấy, tay kia nâng lên, tay kia nâng lên là xuống thôi. Cứ cầm nhẹ thôi. Đấy, cứ nâng lên, nâng lên, nâng lên. Đấy, thế thôi. Đấy, rồi. Chân nó xuống một tí một chân xuống. Đấy chứ, ở chơi như thế này, người xuống một cái thì chân lại xuống tiếp. Hai chân thôi nào 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 thôi đứng dậy nào về bên này về bên này về thẳng đây đi đấy đấy thẳng thôi đừng có băng làm gì cả nâng dậy lên nhấc dậy lên là xuống thôi hai chân động đi thẳng đúng bên này thì lệch nó có phẳng đâu không phẳng nhưng mà sẽ đi thẳng như cái dây dây nó sẽ chạm vào cái đá nó đứt dây nó cắt dây mất một xước đây đấy đi vào cái này nâng dây lên, nâng dây lên, dưới. Phải một chút. Ờ, nâng dây lên mà phải phải dùng cái lực mình đè nặng một tí nữa. Nó hơi cứng anh. Rồi. Đang bị phải, đang bị phải. Thì có phải tí. Đang bị phải, đang phải đi. Đang bị phải một bước, bước nữa. Đang phải một bước nữa hả? Rồi, đấy, như thế, thả thẳng luôn. Đó. Con đường lý tưởng nhất của bao nhiêu người test rồi nó thẳng như thế thôi. Đừng có đạp. Đừng đạp vậy, chị đạp nó bật ra là nó đạp ngược lại đó. Rồi xuống tiếp đi. Rồi ok, dừng lại cho chụp tấm hình đi. Thả xuống luôn đi. Cả nhà ơi, bà bố vợ đã xuống thành công. Nói chung là rất là thích. Xuống đây, Mạnh hỏi là đi lần nữa không? Đi lần nữa sẵn sàng. Quá thú vị khi mà đi tới giữa hang. Đây, Mạnh đây. Khi mà đi tới giữa hang á Mạnh. Cái là trời ơi, nó thấy được một cái thạch nhũ ruộng bậc thang. Và nhiều cái thạch nhũ. Khi mà chúng ta đi xuống, nó quá thú vị luôn. Khi mà chúng ta treo lơ lửng mới là cái là nó tự do, máy móc hỗ trợ hết. Bây giờ thì bà bóc phở xin tạm dừng video này ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.